có biết mối quan hệ giữa chớp, tiếng sấm và sét là như thế nào không? Trong cơn dông, chớp là hiện tượng phóng tia lửa điện giữa các đám mây xuất hiện trước, rồi sau đó là tiếng sấm. Đếm thời gian giữa hai hiện tượng này là cách giúp chúng ta xác định được khoảng cách tới nơi sét xảy ra. Khi nhìn thấy chớp, rồi đếm đến 30 mà nghe thấy tiếng sấm, tức là sét cách bạn 10 km. Càng đếm được ít hơn, tức là sét càng gần bạn hơn. Nếu bạn thấy chớp mà chỉ đếm đến 3 đã thấy tiếng sấm, thì bạn chỉ cách sét có 1 km. Việc cần làm là bạn phải đến nơi an toàn. Không trú dưới gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa vật dụng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Tuyệt đối không rời khỏi nơi trú ẩn sau 30 phút kể từ thời điểm nghe thấy tiếng sấm cuối cùng của cơn dông.